xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Huy sẽ quay trở lại với series reaction của mình, bởi vì bây giờ đang có một cái MV cực kỳ đình đám luôn, biết các bạn có nhớ không? Đấy chính là Adult đã phần 3. Thì ngày dầm mưa về các thứ, cuối cùng chị Hương Giang cũng đã ra phần 3 rồi. Mà nghe nói cực kỳ drama và kịch tính luôn, thì ngày hôm nay Huy sẽ cùng với các bạn xem cái MV đấy nhá. Let's go. Này là tiếp nối với lại cái phần 2, là sau khi mình kiểu đó, đúng rồi, nhắc lại đây này, thì coi cái phần tức ghê luôn á. Dám làm chị Giang buồn rồi. Ông này là ai? Bài này là người khác sáng tác chứ vậy, là Andy viết rồi đúng không? Bài này là thầy trong này là nhạc sĩ khác rồi. Sao cái tiếng nó bé bé ta? Ủa em hả? Vậy là khóa dưới hả? Sao bất ngờ thế? Đi sao bất ngờ thế? Đi mẹ. Có thể định cư luôn. Có thể định cư luôn á. Này là kiểu tình chị em tốt này đúng không? Em may mắn nha. Mỉm cười nhưng lòng đau như cắt. Buồn. Cái này là thích mà không dám tỏ tình, không dám bày tỏ cảm xúc nè. Dám nói không? Ủa nhà giàu thế? Wow. Nhà đúng xinh quá, như lâu đài vậy. Trời ơi, lung linh. Cuối cùng mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Tình cảm gần ấy năm có lẽ đến vậy thôi. Trời ơi, cái nhạc nó nghe một cái là mút luôn á. Dù em yêu anh nhiều đến nỗi đánh mất chính bản thân, đánh mất cả đời. Qua phần này nhiều người ta thường nói tội nghiệp chị Giang của tôi. Anh gõ cửa ngủ ha. Anh tên bố em rồi trong một đôi. Không hiểu sao mà nghe bài này kiểu nó thấu tim thiệt chứ, mặc dù mình không ở trong trường hợp này. Đấy. Bày đặt. Bỏ rơi người ta xong rồi nhớ lại. Mấy kiểu này mình ông này ông hát như là ông đang thuyết trình vậy á. Kiểu làm con gái mỗi lần thất tình thấy đúng hả? Oh.
em yêu nhất và mất cả người bạn thân. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân. Đó, bắt đầu kiểu xô cái bộ mặt hồ ly nhỉ. Có người thứ ba gọi là hồ ly là đúng không? À thứ ba. Nhưng mà tại sao cứ phải phá nhở? Nhưng mà công nhận khúc này là chị Hân diễn cực đạt luôn á. Là người thứ ba của người thứ ba. Ai chà. Không, mình biết là tại sao lại như vậy. Tại vì khi mà con gái mà chơi với nhau ấy, thường hay lâu lâu hay phát sinh những cái gọi là ghen tị lắm. Người ở bên cạnh mình, quan tâm, chăm sóc mình, chăm mình từng ly từng tí như thế là đủ siêu lòng rồi. Như thế mới gọi là yêu thật sự. Ủa, đổi tên cái Apple. Phần 1 là anh đang ở đâu vậy anh, thì để là Adopta, Homestay Adopta. Qua phần 3 là đổi luôn cái tên nè, Apple. Anh ta bỏ em rồi. Trời ơi, chị Thân này ghê nhờ. Em đang ở đâu để em? Anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật sao? Ôi, câu này hay quá. Tất cả thường là vô giá. Làm sao có thể nói sợ là sao? Có khi một phần 2 đây này. Có khi một phần 3 này là gì đây? Cái gì vậy? Cái gì trên bàn? Những nhẫn cưới hả? Ủa mà nhà ông này giàu thiệt. Nhìn xịn thật sự. Trời ơi, cho chẽn thiệt chứ. Ôi, tự nhiên anh Philip quá. Nhưng mà đâu làm gì được đâu. Chưa bày tỏ mà. Kiểu mình với chị ấy cũng chưa có gì để có thể có một cái tâm trạng để ghi hay gì cả. Đúng không? Cái gì nữa? Trời ơi. Vậy anh cũng hỏi được nữa. Em có coi trên Facebook. Hay quá chị ơi. Bruh. Mình bắt đầu lại được không? Em có thể tha thứ. Cũng có thể bắt đầu. Anh ta bỏ em rồi, kết thúc mọi chuyện thật rồi. Nỗi đau này sao em đôi. Vậy là chị này quyết định quay lại với là anh Philip. Là vô giá, làm sao có thể nói sợ là sợ. Thank you.
cái này là một cái tình cảm đơn phương bao nhiêu lâu xong rồi được đáp trả một cách cực kỳ ngọt ngào. Sáng hôm sau, em có chuyện quan trọng muốn nói tối em về sớm. Ủa mấy người này kiểu như là trước đấy nói chuyện với nhau xong rồi xóa cuộc trò chuyện hay sao mà lần nào gửi tin nhắn là cũng là một cái bài mới luôn á. Hồi nãy ông kia cũng thế hả? Chị biết rồi. Cái này là cái kiểu quảng cáo mỹ phẩm luôn á. Lấy vài giọt ra chấm chấm chấm. Yeah. À, vậy là nói là về sớm để tỏ tình với chị đúng không? Gì đó. Trời ơi, hôm nay có một con cún. Dì, con cún ở đây. Anh chỉ vô đấy đồ thôi. Bò ở dưới. Không hề, em không có. Ủa cái gì bùng một cái vậy? Chị gì ạ? Anh lại mất tập trung quá, em coi luôn á. Ai vậy? Ủa bà Hùng. Như gì mà tự nhiên không ai khùng đi mà kiểu đi xe xong rồi tông rồi đất của cái xe hơi hết á. Cái này nhìn một phát là thấy rõ kiểu cố tình đúng không? Đúng không? Nhìn kiểu cố tình luôn á. Nó cố tình, nó cua là nó ngó. À, ủa anh con rồi hả? Hả à, nè, biết hết rồi nè. Phim này tao đạo diễn mà. Trời ơi bà Hưng này, cô nổi hết da gà luôn á. Không, nổi da gà thật sự. Trời ơi, bà Hưng ơi, bà Hưng. Sao vậy? Đến phần 3 rồi mà chị vẫn drama là sao vậy? Không nổi hết như gà luôn á, thiệt sự. Nhưng mà mình thấy nha. Mình thấy cái phần này á, nó là hai phần trước thì nó khá là drama. Tức là nó diễn biến câu chuyện kiểu là người ta hồi hộp luôn á, và mong chờ phần tiếp theo. Còn cái phần này mình cảm thấy là về thiên về tình cảm, về cảm xúc của chị Giang nhiều hơn. Tức là sau khi mà mất người yêu xong rồi mất bản thân, và cô ấy phải có những cái cảm xúc đau khổ như thế nào mà lại gặp lại cái người em hồi xưa đơn phương mình ấy. Mình nghĩ là chắc hẳn Giang biết được cái điều này nhưng mà không thổ lộ ra thôi. Xong khúc cuối thì mới nhét bà Hân vào là bà biết tất cả mọi sự việc để tạo cái drama khúc cuối cho mọi người hóng phần 4 vậy á. Chứ nãy như nói về cái drama kịch tính thì mình nghĩ phần 1, phần 2 nó đậm chất hơn. Nhưng mà được cái là cái phần này cái nhạc nó ôi nghe một cái mà kiểu thấu tim ấy. Ok, và bây giờ thì lại sách mềm sách gối ra nằm ngồi chờ đến phần 4 thôi. Nó đã 4, không biết khi nào chị sẽ ra nhờ. Bây giờ thì bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem reaction này nha. Bye bye. À, đừng quên like và subscribe cho channel của Phương nhé. See you.